Đây là một cái bộ lọc thông giải. Và bộ lọc thông giải thì gồm có là R, L và C. Đây là cái bộ mắt nối tiếp. Khi mắt nối tiếp thì chúng ta quan sát thấy R sẽ nối với đất. Còn khi mà trường hợp chúng ta nối song song thì nó như thế nào? Nối song song là như thế này. Đấy. Nối song song thì L và C sẽ nối với đất, đúng không? Thì các bộ lọc thông giải ấy, nó sẽ cho phép đi qua các tần số trong băng thông, nhưng mà nó sẽ loại bỏ đi hoặc là làm suy giảm các tần số cao hơn hoặc là thấp hơn nó. Bộ lọc thông giải thì nó có ba phần tử là R, L và C. Tần số cộng hưởng của cuộn cảm và tụ điện đấy chính là tần số trung tâm. Tần số cộng hưởng được xác định bằng cách là bằng cái công thức này sau. Ta sẽ có là FR sẽ bằng bằng với 1 trên cho 2pi nhân cho căn của L và C. Đấy là đó chính là cái tần số cộng hưởng đấy. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái hệ số truyền đạt của bộ lọc nó được tính như thế nào. Đầu tiên thì hệ số truyền đạt chúng ta nhìn vào cái hình này. Nhìn vào hình bên bên dưới chúng ta thấy được điều gì nào? Chúng ta sẽ thấy được là hệ số truyền đạt của bộ lọc nó sẽ bằng là U ra chia cho U vào. Và U ra là bằng R1. U vào là R1 nhân cho J omega L cộng 1 trên J omega C. Chúng ta sẽ quan sát thấy cái này chính là cái phần tử C, phần tử L và phần tử R, đúng không? U vào là có 3 phần tử và U ra là chỉ có một cái phần tử thôi. Đấy, chúng ta nhìn hình chúng ta sẽ thấy này. Đấy. Đấy. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ sau khi chúng ta quy đồng lên thì nó sẽ được một cái con số như thế này. Đấy, quy đồng lên chúng ta sẽ được một cái biểu thức như thế này. Quy đồng mẫu lên nhá. J bình phương chính là bằng bằng gì nào? Bằng -1. Đúng không? J bình phương bằng -1. Mà ta có hệ số truyền đạt tối đa của nó là bằng bằng 1. Cũng từ đó là chúng ta sẽ xác định được cái hệ số truyền đạt của nó là bằng 1 trên căn 2 nhân cho hệ số truyền đạt mass. Tại sao chọn 1 chia cho căn 2 nhỉ? Bây giờ chúng ta hãy cùng trở về cái tín hiệu đầu vào của nó là tín hiệu dạng gì? Dạng sin. Cho nên là sin thì dạng sin nó sẽ bằng là u nhân cho u không u mát đấy sin omega t cộng phi đấy. Cho nên chúng ta sẽ đặt là hệ số truyền đạt sẽ bằng 1 trên căn 2 nhân cho hệ số truyền đạt mát, truyền đạt tối đa, đúng không? Từ đó chúng ta sẽ giải được là j omega r1c, chúng ta trị tuyệt đối của nó. Mà dựa trên cái công thức của cái số phức ấy, dựa trên công thức cái số phức các bạn đã thấy chưa? Z bằng a cộng b.